Thông thường nhắc tới cái băng ba thì anh em sẽ nghĩ tới là chật chội hoặc là ngồi nó không được thoải mái á. Thì hôm nay bên mình sẽ đã nâng cấp cho một chiếc Kia Carnival mẫu ghế sofa bed nha. Đó, với mẫu ghế này á, anh em có thể ngã được 180 độ nha. Đó, và nó có thể là nâng hạ chân được này, nâng bề chân được, hoặc là ngã tựa lưng đều được hết. So với một cái dòng ghế mà băng ba anh em thường hay làm á, thì nó khác gì với cái mẫu này. Thì đây, mình sẽ phân tích cho anh em xem này. Về cái mẫu này á, thì khi mà anh em nằm á, nó không có cái G này, thì anh em nằm nó thẳng ra luôn, thì nó sẽ rất là thoải mái nha. Và thêm vào đó thì nó có cho mình là một cái màn hình chỉnh bề tì tay như thế này. Đó, mình có thể chỉnh trực tiếp ở trên này luôn. Nâng tựa lưng này, trượt về trước này, nâng các chân lên này, đây. Và thêm vào đó, hai ghế này nó có thêm là massage ghế tài này, massage ghế phải này, đó, và sưới này, làm mát ghế này. Đó, massage này. Khi mà anh em đi đường xa hoặc là nằm nghỉ ngơi thoải mái á, thì cứ bật cái massage này lên, nó đấm bóp rất là dễ chịu, hoặc là có thêm làm mát ghế này. Đó, vừa massage vừa làm mát này. Đó, thì anh em không xài nữa thì cứ tách thôi. Chỉnh trực tiếp ở trên màn hình ra thì mình có thể chỉnh được các nút bấm ở phía dưới như này, nút cơ này. Đó, nút chỉnh vật lý. Đó, mình sẽ trượt tới lui được. Rất là tiện lợi. Đó, khi mình nâng cao lên á thì nó như một hàng ghế băng ba như thế này. Đó, và khi ụp cái này lại này, thì đóng cái này lại thì anh em có thể ngồi được 3 người. Đó, 1 2 3 này. Đó, và nó có thêm vào đó là cái joystick bell 3 điểm này. Đó, đi rất là an toàn. Đấy, như mọi người thường thói thì một chiếc Kia Carnival thì không thể nào thiếu cái hạng mục đầu tiên, đó là một kẹp ghế VIP băng 2 nha. Đó, thì kẹp này được gọi là kẹp cách 3 tại Auto 365 quận 9 nha. Thì cặp này á, thì như anh em thấy thì mẫu mã của nó thì rất là đẹp. Đó, và được thiết kế hoa văn của nó đục lỗ thì cá nhân hóa của mỗi người thôi. Đó, hoặc là cái logo cũng vậy. Đó, thì đập vào mắt mọi người á, thì đó, đó là một cái đèn LED này. Đó, LED này em tùy chỉnh được màu này. Đó, và nó có bên hông thì nó có các phím chỉnh vật lý, phím cơ này. Đó, anh em có thể trượt tới này, lui này, trượt tới này, nâng hạ lưng này. Khi mà anh em ngồi lên ghế thì phía bên này á thì nó có thêm là cái lọc không khí này. Đó, giúp trong khí ở trong xe nó trong lành hơn nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ test các chức năng của cái ghế này nè. Đó, thì nó bao gồm là điều chỉnh ghế này. Đó, điều chỉnh điện thì trượt tới lui, nâng ngã tựa lưng hoặc là nâng hai chân này lên thôi. Đó, và nó bao gồm là quạt mát, sưởi, massage này, đèn LED này. Đó, và cái quan trọng nhất của cái kẹp ghế này á thì nó có không trọng lực nha. Đó, khi anh em ngồi bình thường như thế này á thì cái phần lực nó sẽ dồn vào phần mông á. Đó, thì anh em cảm giác nó sẽ mỏi hơn. Thì đó, thì mình sẽ bật cái chế độ không trọng lực lên nè. Khi đường xa, đường dài anh em ngồi như thế này á thì nó rất là thoải mái nha. Nó thêm vào đó thì anh em bật thêm cái massage hay là làm mát nữa, nó xoa bóp lưng á. Đó, và nó làm mát á. Anh em không cần nữa thì chỉ cần nhấn là về lại thôi. Và cái ghế này ngồi ra thì nó có cái vị trí như ghế, có 3 vị trí như ghế này. Đó, nó có bao gồm là vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3. Thì vị trí 1 là mình set là vị trí ngồi làm việc này. Vị trí 2 thì ngồi thư giãn này. Vị trí 3 thì là mình set chế độ không trọng lực luôn. Và khi ngồi ở chế độ làm việc á, thì mình phải có thêm là một cái bàn làm việc cho anh em nha. Bàn làm việc này á, thì anh em có thể là bỏ laptop hoặc là điện thoại đều sử dụng được. Đó, thì nó có thêm là sạc không dây này. Đó, hoặc là có cái hốc ly để anh em bỏ ly cà phê hoặc là chai nước gì ngồi ở đây đó. Mình ngồi mình làm việc thôi. Rất là tiện lợi nha. Và khi anh em nâng cấp một cặp ghế như thế này sẽ được tặng cho mình là một bộ sàn băng 2 sàn carbon nha. Đó, với logo thì anh em tùy cá nhân hóa tùy chọn thôi. Và bao gồm là nẹp bước chân như thế này. Đó, có viền LED luôn, rất là đẹp. Và đi vào khoang phía trước á, thì cái phần tắp bi này này, phần da này thì cũng đã được bọc da lại và đục lỗ hoa văn luôn, rất là đẹp. Và cái phần nhựa dưới này thì mình sơn cho nó đồng bộ cái nội thất màu hơ mạc luôn nha. Như bạn thấy thì đây, đây là một chiếc vô lăng carbon à, khá quen thuộc rồi. Đó, nên em cầm lái rất là chắc chắn và thể thao này. Đó, mẫu mã rất là đẹp. Đó, cái phần nhựa này thì cũng được sơn hoàn toàn lại hết. Và ghế tài phụ này cũng đã được bọc da và đục lỗ hoa văn theo cái cặp ghế cách 2 luôn. Đó, cặp ghế VIP luôn. Thì để nó được lung linh và sinh động hơn á, thì anh khách đã nâng cấp cho mình là một bộ LED nội thất với là 64 triệu màu nha, có thể tùy chỉnh đuổi được. Đó, LED màu, LED đuối này chạy rất là đẹp.
Đó, và anh em thì anh nâng cấp thêm là cái led cần số này nữa này. Và không thể nào thiếu cho anh em là trong chuyến hành trình luôn luôn có những chai nước mát hoặc là trái coi mát á. Thì đó, khách đã nâng cấp thêm cho mình là một cái tủ lạnh như thế này. Đó. Anh em có thể bỏ nước hoặc là trái coi vô trong này đều được hết. Đó. Đó. Tủ lạnh này anh em tùy chỗ nước ngoài này thôi. Đó. Và cái bề ti tay này cũng đã được bọc da và đục lỗ hết lại này. Và để được đồng bộ hơn á, thì cái phần trần và cột A, B, C, D khách cũng đã bọc thêm cho mình là trần da lộn luôn. Đó, và để tạo thêm cái sinh động hơn nữa thì anh đã nâng cấp cho mình là một bộ trần sao rơi với 1000 điểm led nha. Vì bên ngoài nó quan trọng như thế sao thì anh khách cũng đã ráp đổi màu lại cho mình nguyên xe nha. Đó, zin của anh là nó màu xám, còn này là anh dán cho mình là xám ánh titan nha. Đó, cái ánh này anh em nhìn không? Đó, cái hiệu ứng của nó, ánh của nó rất là đẹp. Và anh cũng đã phay lại cho mình là một bộ mâm như thế này, nhìn rất là thể thao và nhìn đi nó rất là cuốn, rất là đẹp. Đó. Và thêm vào đó thì không thể nào thiếu cho anh là một bộ Brembo màu đỏ như thế này. Anh em nào cần tư vấn limousine hoặc là đèn hoặc là DVD hoặc là nâng cấp các hạng mục cho xế gì đó thì cứ liên hệ qua cái hotline bên mình phía dưới nha. Đó, thì bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn hoặc là cứ để lại comment đi. Xin cảm ơn mọi người nha.